cả nhân viên của tổng nha đều phải biết bắn súng và bắn giỏi. Theo lệnh của đại tá, em được chỉ định huấn luyện cho chị trở thành tay súng cừ. Em bắn thử chị coi nhé. Mục tiêu số 1 là của em. Hay quá. Đó là mục tiêu bất động. Bây giờ em cho mục tiêu di động. Chị coi nhé. Quyến bắn hay quá. Bây giờ chỉ tôi bắn đi. Hôm trước em đã chỉ qua cho chị cách cầm súng và ngắm mục tiêu. Bây giờ chỉ có thế mà bắn. Đến lúc bắn giỏi, chị sẽ không cần ngắm nữa. Đưa súng lên là bắn trúng mục tiêu ngay. Hay quá. Chị mới bắn lần đầu mà trúng ngay chốc. Bây giờ chị bắn phát nữa coi. Quyến thấy học trò của Quyến giỏi không? Bây giờ sang phần mục tiêu di động. Muốn bắn mục tiêu di động thì phải như thế nào? Chị bắn hay quá. Hèn gì anh Luân nói... Anh Luân nói sao? Anh Luân nói đừng thấy chị nhỏ nhắn về mặt coi thường. Chắc về võ thuật chị cũng không phải tay dừa. Vụ này Quyến đừng cho ai biết. Xem như tôi đã học bắn súng và bắn được. Bây giờ chúng ta dành thì giờ còn lại để nói chuyện. Trong phòng này thì khỏi sợ ai nghe lén. Thế nào, vụ tên an ninh quân đội bắn anh Luân tôi giao sang Quyến đi đến đâu rồi? 3 tháng trước, hắn vẫn còn ở với em. Từ khi vết thương lành hẳn, hắn xin về ở với cô em gái ở đường Kitchener. Và bây giờ hắn là đại ca của đám du đảng chợ cậu ông Lãnh, với bí danh Bảy Cầu Muối. Hắn rất cảm phục chị và chỉ mong có ngày báo đáp. Loại người như hắn khi đã cảm phục ai thì sống chết với người đó. Có thể sử dụng hắn vào nhiều việc. Biết thêm được gì về Monique và gã đầu bạc không? Hắn giao thiệp rất rộng, nhất là với bọn sĩ quan Mỹ. Nhưng điều này cũng không nói lên được gì, vì hắn chưa mua bán đồ cổ, mà bọn Mỹ thì rất thích sưu tầm đồ cổ. Monique là bồ của gã đầu bạc, chứ không phải cháu như cô ta đã nói với anh Luân. Em đã làm quen được với tên Hoàng, cận vệ thân tín của gã đầu bạc. Đi nhậu với nó mấy lần, nhưng cũng không moi thêm được gì ngoài những điều mình đã biết. Trong nghề này cần phải kiên nhẫn, cứ bám chặt tên Hoàng. Từ nay cần gì chúng ta sẽ trao đổi tại đây và ngày tập bắn hàng tuần của tôi. Ngày mai anh Luân về phải không chị? Lâu nay ở Đà Lạt, chắc anh ấy mập ra. Chị ngồi đây, chào Luân nữa. Tôi kỹ sắc lệnh, đổi tên các tỉnh, các quận. Một nước văn hiến, không thể có tỉnh Bến Tre. Phủ Kiến Hòa cũ, nay lấy lại. Tỉnh Bến Tre tôi đổi là Trúc Gia. Mỹ Tho không có nghĩa chi cả. Tôi dùng tên cũ là Định Tường. Blau, nghe mỏi rờ quá. Tôi đổi ra Bảo Lộc. Bù Đớp cũng rứa, tôi đổi là Bố Đức. Ngày mai tôi sẽ ra lần đổi luôn xã thôn. Tống Lê Chàm, nghe trái tai quá. Tống Lê Chân, phải hay hơn không? Chủ thầy rằng, em nghĩ là những vấn đề anh nêu ra rất quan trọng. Tuy vậy... Tuy vậy, chủ cho sự chống đối, lình cấm nhảy đầm là quan trọng hơn phải không? Một xã hội xa rời đạo lý, còn chi là xã hội? Thưa anh, thưa Tổng thống, chúng ta thuộc về một gia đình mà số mình gắn liền với vận mạng quốc gia. Em thấy, bất kỳ việc lớn nhỏ, Tổng thống cũng đều nên hết sức thận trọng. Chủ trầm hiểu hơn bà Nhu. Chủ học rộng, thông minh, có tài. Răng lại lờ mờ quá rứa. Ngày 26 này, ban bộ hiến pháp, chủ biểu ông Nguyễn Hữu Châu cho phép dân đốt pháo 3 ngày. Em muốn hỏi anh định tiếp ai, ngoài giáo đoàn? Mời đại biểu quốc hội, đại biểu các hiệp hội. Thưa anh, em muốn anh gặp số trí thức trẻ, nhà báo và văn nghệ sĩ. Thôi, họ hay lý sự lắm. Lúc nào cũng dân chủ, họ không hiểu rằng là dân chủ phương Đông. Ở nước ta, dân chủ từ nó hình thành trong đời sống cả ngàn năm rồi. Trong nhà có cha anh, trong họ có tộc trưởng, trong xóm làng có chức việc. Trên cao nhất cần có một minh quân, được một lương tệ phụ tá. Ông Mai Giúp Khang bên Hồi Quốc
đang học nước ta để xây dựng cơ sở dân chủ đó. Chú rất giỏi, gọi chú là nhà bác học cũng không quá. Nhưng không phải, hệ bác học tức là đã nghĩ mọi thứ chú đáo cả. Tất cả những gì xảy ra trong thời gian anh ở Đà Lạt em đã báo cáo đầy đủ. Tình hình hiện nay có vẻ sáng sủa và thuận lợi cho chúng ta. Đêm qua các đồng chí của mình đã kè đầy khẩu hiệu ở đường Pre Louis. Mấy hôm nay, ngày nào bác sĩ Tuyến cũng ra tổng nha họp với sếp em. Cũng vì để đó mà anh hẹn em ở đây. Quà của em. Anh tặng em hả? Thích quá. Quà gì vậy? Hơn cả quà nữa, đó là một máy ghi âm cực nhỏ. Cách sử dụng đã ghi ở bên trong. Em phải tìm cách nào đặt máy này ở trong phòng sếp em đó. Chào kỹ sư Lân, chào cô Dung. Cái này không hẹn mà gặp. Hân hạnh và cho phép ngồi lượt mời ông kỹ sư và người lẹp uống liếc. Cảm ơn, chúng tôi đã uống nước ở bàn kia. Vả lại cô Dung bận việc phải đi ngay. Cô Dung lại mới có quà của người yêu phải không? Bao giờ thì cô Dung và ông kỹ sư cho ngồi uống rượu lấy? Ông Lý Cai cứ đợi đi, sẽ có ngày tôi mời ông uống rượu. Còn bây giờ thì tôi xin lỗi phải đi trước. Cô Dung cứ việc đi, ngộ muốn nói chuyện với ông kỹ sư một chút. Ông chờ đây, tôi sẽ trở lại. Em hãy thận trọng với gói quà. Nó hoàn toàn tự động, chỉ chạy băng khi nào có tiếng động kích thích các mạch điện tử. Em hiểu, em sẽ chuyển băng đến cho anh sau khi thu được. Có điều... Điều gì? Anh hãy cẩn thận với tên Lý Cai. Với anh, tên Lý Cai không đáng lo bằng đường nghĩa. Tên Hoa Kiều dạo sụ này có lẽ là người của Hoa Nam tình báo cục. Mặc dù Trung Quốc đang là anh em với ta, anh vẫn nghĩ là họ đang dòm ngó mình. Họ đã làm như vậy từ hàng ngàn năm trước với giấc mộng bá quyền. Nhưng cũng như gần sống kia, mộng bá quyền càng lan rộng càng bị chìm tắt. Chúc em thành công. Em đi nhé. Đại tá vừa đi thanh tra nha cảnh sát đô thành. Đại tá bảo chuyển hồ sơ này cho cô và dặn làm y theo bút phê trong đó. Cảm ơn anh. Văn phòng đại tá tổng giám đốc cảnh sát đây. Xin lỗi, ông ở đâu gọi? Dạ. Dạ. Thưa phòng nghiên cứu chính trị ạ. Dạ. Thưa bác sĩ, đại tá vừa đi thanh tra nha đô thành. Đại tá có ghi lại lối 10 giờ đại tá sẽ trở về văn phòng. Dạ. Dạ. Tôi sẽ thưa lại 10 giờ 30 bác sĩ sẽ đến thăm. Dạ. Chào bác sĩ.
phòng đại tá tổng giám đốc cảnh sát đây. Dạ, dạ, thưa đại tá Dung đây ạ. Nãy giờ tình hình có gì không? Dạ, có bác sĩ Trần Kim Tuyến vừa gọi điện thoại đến bảo là 10:30 bác sĩ sẽ đến văn phòng thăm đại tá. Thế à, tôi nghe. Dạ. Chúng ta tạm nghỉ 15 phút. Chào ông Luân. Xin giới thiệu, đây là ông Tráng Liệt, con của ông Cường Để. Còn đây là kỹ sư Nguyễn Thành Luân, hiện giờ là thiếu tá trong tham mưu biệt bộ phủ tổng thống. Hân hạnh. Ông vừa gì nữa? Ông Tráng Liệt về để nhận hài cốt ông Cường Để, đã nhận xong tại tòa thánh Tây Ninh, và ngày 10 tới đây sẽ làm lễ truy điệu tại tòa đô sảnh. Chúc mừng ông, xin phép. Ông Luân, ông cũng thích những vấn đề văn hóa. Tất nhiên. Người ta đồn Việt Minh khô khan, te te, nhất là quân nhân. Cô không nghĩ rằng cuộc chiến đấu của chúng tôi xét tới cùng là vì văn hóa sao? Chúng tôi chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại Việt Nam, đó chẳng lẽ không phải là với mục đích văn hóa? Bảo vệ những cái khăn be thời xa xưa? Không, có nhiều thứ văn hóa. Vừa rồi cô giới thiệu tôi với ông Tráng Liệt, đó cũng là một thứ văn hóa. Sự phục cổ, có phải ông muốn nói vậy không? Tôi muốn nói, vì sao người ta bỗng dưng thi nhau phục cổ, nắm xương của ông Cường Để cũng không được yên. Ông Luân, ông là người... Xin lỗi, tôi dùng tiếng Pháp. Présent d'esprit. Ông rất présent d'esprit. Không phải, tôi không lên trí đâu. Tôi nói như tôi nghĩ, văn hóa không nên là financial affairs. Ông định kiến về tôi, đâu phải lúc nào trước mắt tôi cũng toàn là affaire financière. Tỉ như với ông. Chào ông kỹ sư, thật may mắn ông lại sứ Hoa Kỳ muốn gặp ông, tìm mãi không thấy, ông ấy nhờ ngộ. Ông Lý Cai cũng có mặt ở đại hội văn hóa à? Cô cho rằng ngộ chỉ biết tổ chức các sòng bạc phải không? Thì đây cũng là một thứ sòng bạc. Một sòng bạc nhỏ trong một canh bạc lớn. Tôi xin phép được nói chuyện riêng với thiếu tá. Xin lỗi cô Fonfani. Cảm ơn Lý Cai. Tôi xin nhường thiếu tá cho đại sứ. Và tôi chỉ chịu nhường cho đại sứ mà thôi. Cô phóng viên không đủ độ nhạy để bắt các tin quan trọng rồi. Thiếu tá Luân từ lâu đã là tù binh của một người. Và với cô Tô Mách nhỏ, người thực hiện quyền lực với thiếu tá Luân là một phụ nữ Á Đông rất đẹp, nghe đâu biết bắn súng và bắn không dưới mức trung bình. Tôi biết rất rõ bài nói xuất sắc của ông cố vấn vừa rồi từ cái đầu của thiếu tá Nguyễn Thành Luân. Cảm ơn đại sứ. Phương ngôn Việt Nam có câu một cây làm chẳng nên non. Trong hòn núi ấy, nhiều nhất tôi là một cành cây. Ông Nhu và tôi hợp tác với nhau không phải mới ngày hôm qua. Người có thực tài bao giờ cũng khiêm nhường. Tướng Collins nhiều lần nói với tôi những lời đặc biệt đẹp về thiếu tá. Lại phải cảm ơn đại sứ lần nữa. Từ lâu tôi rất muốn làm quen với thiếu tá. Có lẽ tôi chưa đủ từ ngữ Việt để diễn đạt. Tôi nói như thế này. Từ lâu tôi rất muốn đánh bạn với thiếu tá. Ông đại sứ cho tôi niềm vui lớn và đột ngột. Ngoại giao là một nghề tôi chọn lầm. Tuy vậy nhờ Chúa tôi vẫn tách mình ra làm hai. Cái áo đại sứ tôi chưa trút được khi chưa có lệnh của tổng thống nước tôi. Thiếu tá cứ xem tôi khi nói chuyện với thiếu tá như không mặc chiếc áo cực khổ đó. Và thẳng thắn mà nhận, chiếc áo không chỉ cực khổ mà nó lố bịch nữa. Thế nào?
thiếu tá thích chơi gì? Golf, cano, tennis, bơi, hydroglisser. Tôi không hỏi môn bắn súng, vì với thiếu tá môn bắn súng hết còn là thể thao. Kể ra tennis tạm coi như môn thể thao đối với tôi. Vậy ta thỏa thuận với nhau thế này, chiều ngày kia tại Sạc Nô Tích 4 giờ được chứ? Bà Rena sẽ có mặt, do đó tôi hy vọng cô Dung cùng đi với thiếu tá. Cảm ơn đại sứ. Thuở xưa tôi làm thơ sai, bây giờ tôi làm thơ tỉnh. Tại đại hội văn hóa lịch sử này, tôi xin đọc bài thơ mới nhất Ngăn Thù. Thiên Dương dù sai hay tỉnh mà cất tiếng thì đến Lý Thái Bạch cũng phải phục bò. Bài thơ cảm tác thời cuộc, nhân việc trưng cầu dân y tuất phê bảo đại, suy tôn Ngô tổng thống. Là phiêu trưng cầu một hiện linh, đốt lò hương gửi mộng bình sinh. Từ nay trăm họ câu quan lạc, đàn khúc độc giao rượu chen quỳnh. Có ngày ta trở lại cô đô, lưỡi lê sai máu giữa Tây Hồ. Trên tầng chi sĩ bàn tay vẫy, đại định giang sơn một bông cờ. Anh uống cà phê trước, em sẽ làm chứng ngay. Hôm nay chủ nhật mà anh cũng phải đi làm mà. Anh xuống Long An có việc gì thế? Tỉnh Long An phát động tuần lễ tố cộng, ông Nhu bảo anh đến tận nơi xem. Họ tổ chức ở Gò Đen. Em muốn đi với anh không? Em đi có được không? Được. Anh ăn đi cho nóng. Em làm trứng ốp la thật tuyệt vời. Anh thích nhất là trồng đỏ còn sống, mà trồng trắng là chín hết. Vậy anh nên đến đây ăn mỗi buổi sáng. Chỉ sợ nhà hàng này tính mắc quá, anh không đủ tiền trả. Em quên hỏi cuộn băng em chuyển cho anh có giúp ích được gì không? Nội dung cuộc nói chuyện của bác sĩ Tuyến với sếp của em gói gọn trong một vấn đề. Ngày mai bác sĩ Tuyến và đại tá Chiểu cùng lên sân bay Biên Hòa đáp phi cơ quân sự đi Ban Mê Thuột. Mục đích của chuyến đi, bác sĩ Tuyến sẽ cho sếp em biết sau. Có chuyện gì xảy ra trên Ban Mê Thuột mà bí mật thế? Theo anh biết thì hiện nay không có vấn đề giữa Ban Mê Thuột, nhưng tháng tới trên đó sẽ tổ chức khánh thành hội chợ kinh tế cao nguyên. Hội chợ thì việc gì tổng giám đốc công an, giám đốc mật vụ phải tất tả lên trước cả tháng mà lại đi như đi trốn ấy. Thông minh như cô Thùy Dung mà không đoán ra sao? À, em biết rồi. Phải thông báo tin này thật lẹ mới được. Nhân dân Long An quyết tâm chống cộng tới cùng. Cộng sản là kẻ thù không đội trời chung với dân dân miền Nam. Chúng ta thề đập tan bọn ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản. Đồng bào hãy mạnh dạn tố cáo bọn cộng sản Nam Dung. Nhân đại hội tố cộng, dân Gò Đen mình sẽ quyết tâm quét sạch không còn một tên cộng sản nào. Còn những kẻ lầm đường lạc lối, rót dại nghe theo lời xúi dục của bọn cộng sản, nay hối cải cũng quay về với chánh nghĩa quốc gia, chính phủ sẽ khoan hồng. Đem cờ ra. Ở đây chỉ có quốc gia, không có cộng sản. Vậy ai muốn về nhà cứ đạp lên cờ cộng sản mà ra.
đây này, lính xe tới bây giờ. Em bớt khóc còn lo chôn cất cho bác chứ. Chị ở lại với tụi em được không? Nhờ anh về đi với chị, cứu bà con bữa nay, nếu không còn chết nhiều nữa. Chúng tôi phải về để còn đi Ba Mê Thuột, vì trên đó sắp có hội chợ. Hội chợ lớn lắm, và nghe đâu Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ lên cắt băng khánh thành. Anh làm gì mà có súng? Em là nhân viên công dân vụ Tây Ninh, còn anh với chị? Chúng tôi dân thường. Dân thường? Sao bắn súng giỏi vậy? Tập bắn chơi rồi quen. Tôi hỏi thật anh nhé, tại sao anh dám bắn quận trưởng? Tại nó bắn thiếu vợ tôi. Anh không sợ họ bắt sao? Làm sao bắt tôi được, tôi sẽ dông vô rừng. À, anh có quen với mấy ảnh? Quen chứ. Anh gan lắm, mà bắn cỡ quận trưởng thì thật uổng, không giải quyết được gì. Anh biết miền Nam là có mấy trăm quận trưởng không? Hãy chọn chỗ nào khá hơn. Và anh cần tập bắn thêm. Làm như chúng ta có phiêu lưu không? Có lẽ không nên đặt câu hỏi như em, mà phải đặt câu hỏi chúng ta có cách nào làm khác không? Nhưng chiến lược... Khử Ngô Đình Diệm không phải là chiến lược à? Loạn thật, tôi phải kỳ tôi làm cụi này mới được. Muốn giành trái tim khối óc của dân mà quân trưởng lại đi bắn dân thì chỉ giành được sự oán ghét. Cảm ơn anh đã đến tận nơi quan sát. Hình như hôm nọ tại đại hội văn hóa, đại sứ Rena có gặp anh. Có, ông ta chào xã giao, và sau đó có hẹn một cuộc gặp mặt thân hữu ở Sẹt Nô Tích. Bình thường thôi, người Mỹ muốn có nhiều bạn. Tôi nghĩ khi đại sứ Rena mời tôi, không ngừng ở mức ông ta muốn có thêm một người bạn. Giả tỷ như vậy cũng không có gì nguy hiểm cho anh. Tôi không nói chuyện nguy hiểm. Tôi muốn hỏi anh, tôi có nên gặp không? Sao lại không? Rất nên. Vậy tôi tự coi cuộc gặp gỡ này là công vụ của tôi. À, anh lại hiểu lầm tôi rồi. Tôi cho rằng anh toàn quyền trong việc tiếp xúc với tư cách nào, tùy anh. Ngay với tư cách cá nhân, anh vẫn được tự do. Sự hợp tác của chúng ta đặt trên chữ tín. Tôi tin anh. Sắp tới, tôi định đi sang một chuyện ở Ba Mê Thuột. Anh thích sang bản không? Thích lắm. Hay quá, chúng ta sẽ cùng đi. Mời anh Luân. Xin lỗi, tôi phải ra tiếp khách. Cô Dung và anh Luân ngồi đây. Xin mời. Gã đầu bạc và con bé Monique có vẻ quý anh quá nhỉ. Một sự quý trọng có mục đích. Và buổi dạ tiệc hôm nay cũng nằm trong mục đích đó. Đúng. Em hãy quan sát số khách được mời hôm nay thì rõ. Toàn những nhân vật tai to mặt lớn và những người nổi tiếng. Em đã để ý điều đó lúc vừa bước vào đây. Tỷ như đằng kia là ông thống đốc ngân hàng, diễn viên điện ảnh Quỳnh Lan và cô ca sĩ nổi tiếng Lệ Thúy. Ông bà bộ trưởng thông tin, ông bà đại tá giám đốc nha an ninh quân đội. Các bà, các cô trong hội phụ nữ liên đới của bà Nhu. Các thương gia. Và những người Mỹ đáng nghi ngờ mà em chỉ biết có hai là Trung tá Shane Casey và Helen Fanfani. Hình như cô nhà báo Mỹ này cũng quý anh lắm. Cô ta nói chuyện mà mắt thì không rời anh. Không hiểu với cô này thì có mục đích gì? Xét cho cùng thì tất cả đều có mục đích. Ví dụ như chúng ta đến dự buổi tiệc hôm nay cũng có mục đích của nó. Và em đừng quên,
xin lỗi đã để anh Luân và cô Dung chờ nhé. Sợ dĩ lâu là vì em phải lựa chọn toàn những món anh Luân thích đó. Thế hả? Anh Luân và cô Monique cứ tự nhiên, em đến đằng kia gặp mấy người bạn. Cô Dung giận em hả? Không có đâu. Lầu 2 quẹo phải phòng số 3. Mời anh Luân. À mà cô Dung đâu rồi? Chắc đâu đó. Mời anh. Nghe Monique nói anh có một con lân bằng hồng ngọc từ đời Khang Hy phải không? Anh muốn bán hoặc đổi món khác cũng được. Tôi có rất nhiều đồ cổ. Phải nói là ngoài tôi ra không ai có được pho tượng thần mặt trời của thổ dân Inca. Để tôi vào lấy anh xem. Khoan đã. Vì thứ nhất là tôi không biết có nên đổi con lân không. Thứ hai là tôi định... Mỹ trả tôi 70.000 đô la tôi không bán. Nếu anh thích, tôi đổi ngang về. Thế nào? Để coi. Anh cho tôi suy nghĩ một giây. Được, anh cứ việc. Thế này, anh nên cho tôi xem pho tượng Inca của anh trước. Mọi chuyện mình tính sao? Tôi cũng đã định như vậy, anh đợi tôi nhé. Lấy cho anh cái lúc. Hình em chụp tốt không? Có giúp ích gì cho anh không?
Rất nhiều, nhất là những thư trao đổi giữa gã đồ bạc và một bác sĩ người thường tên là Imer Ebon. Và đến bây giờ thì chúng ta biết rõ gã đồ bạc thuộc tổ chức nào. Seiya. Ừ. Có nghĩ rằng có vài người nào đó đôi khi nhận xét không được thiện cảm về thiếu tá? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ rằng ít người như vậy. Nhiều lắm. Người ta cho tôi mưu mô một cái gì đó khi tôi nhận cấp bậc thiếu tá. Không phải mưu mô. Xin lỗi thiếu tá, mưu mô chỉ là một dự kiến. Người ta nói thiếu tá đang hoạt động kìa. Đúng, tôi đang hoạt động. Xét về một nghĩa nào đó, tôi là phần tử phiến cộng. Bởi lẽ tôi sẵn sàng lôi ra ánh sáng mọi biểu hiện xuẩn ngốc, thô bạo. Đại sứ muốn thí dụ: đốt nhà xóm chiếu, ném lựu đạn ở rạp hát, và cả về thơ nịnh hót quá phí phạm từ ngữ của một tên bồi mà nếu tôi không lầm, chính đại sứ cũng muốn xếp nó vào loại humor, một thứ anecdote rất khó ngửi. Vì những thí dụ đó, tôi chưa bao giờ tỏ ra khác ý với thiếu tá. Giữa chúng ta, tôi nói thẳng với đại sứ, người Mỹ định thay cho người Pháp ở đây sao? Người Mỹ định đem bao nhiêu quân diễn chinh sang đây? Và có định đem sang ngay trong những năm 50 này không? Tôi hiểu. Hơn thế nữa, tôi thực sự lo. Có những phương pháp khác nhau, đi đến một mục đích giống nhau. Có cả những phương pháp giống nhau, đi đến những mục đích khác nhau. Tôi hy vọng rằng những gì tôi ôm ấp và sẽ thực hiện, với những gì mà trọng trách đặt trên vai đại sứ, mảnh đất này thuộc trường hợp thứ nhất. Hoàn toàn là như vậy. Nước Mỹ kỳ vọng ở ông Diệm, ông Nhung. Tại Việt Nam có lẽ sự ham thích bay bổng là cần thiết. Ông Diệm, ông Nhu đều thích bay bổng. Song nước Mỹ cần luôn cả những thân hữu đủ sức kềm chế đường bay kia khi nó tỏ ra không đúng hướng. Nghĩa là cần những cây kéo để xén cánh đại bàng. Không, cây kéo không biết bay. Cần những con đại bàng. Vì chỉ có đại bàng mới kềm chế nổi đại bàng. Khác chăng là đội hình bay theo một trật tự nào đó, và trật tự của đội hình không phải là cố định. Người ta còn đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa thiếu tá và cô Thùy Dung. Có lẽ người ta thấy rằng chúng tôi chậm làm đám cưới chăng? Tôi sẽ thử thuyết phục xem. Ông thiếu tá, ông đã làm tôi say mê ông. Rất tiếc là vài tháng nữa thôi tôi sẽ rời đây. Đại sứ Ambrose de Brown, một nhà ngoại giao kỳ cựu, sẽ thay tôi. Dịch tướng Collins từng dặn tôi chăm sóc thiếu tá. Tôi cũng sẽ làm như vậy với đại sứ de Brown. Ta hãy mừng buổi nói chuyện lý thú này. C'est à Capri que je l'ai rencontré. La 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 la. Lần đầu em nghe anh hát có gì vui thế? Vui chứ. Vì ít nhất em và anh yên tâm được. Nếu không lâu hơn thì cũng từ đây tới giữa năm. Rena cấp cho chúng ta lá bùa hộ mạng. Có thể Seiya chưa biết gì về chúng ta. Có thể chúng sử dụng các hiểu biết của chúng như sợi dây xỏ mũi. Khả năng nào nhiều hơn? Cả hai khả năng. Qua buổi nói chuyện với Dana, anh rút ra kết luận chắc chắn như vậy. Một chuyện khó nữa là quan hệ riêng giữa anh và em trước dư luận
Hay nói rõ hơn là trước bọn chúng. Thế nào là khó? Chúng ta phải thể hiện một kịch bản cho đạt. Khó là không đặt vai trong vở kịch hay không đặt vai trong cuộc sống. Đối với mọi người, em và anh yêu nhau, chỉ còn một bước nữa là làm đám cưới. Về mặt tổ chức A07 đã dự liệu, và em đã có lần báo với anh. Còn về hai đứa, danh nghĩa là người yêu hay đã cưới có gì khác nhau? Anh vẫn cảm thấy kịch bản này ác ác thế nào? Nếu anh cảm thấy không thoải mái trong vai trò, ta nên bàn lại với A07. Sao anh thở dài? Em nói có gì xúc phạm đến anh đâu. Với anh chẳng có gì phải thiệt thòi trong vở kịch này, vì anh là đàn ông. Và trong cách nhìn của xã hội đương thời nước ta, đàn ông hàm nghĩa được trừ ít ra 50% trong loại sinh hoạt riêng tư đơn thuần. Còn em là gái. Anh nói vở kịch ác ác theo tinh thần đó. Cảm ơn anh. Chẳng lẽ anh không nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng? Khi chúng ta thắng, chỉ cần một buổi nói chuyện, cát bụi sạch ngay trên thân mình Hòn Ngọc. Chung giận anh đấy à? Nếu anh cho vở kịch ác ác ở hướng khác thì sao? Đóng kịch với kẻ thù, anh tin mình không đến nỗi tội. Nhưng trái lại, đại ca tha em sẽ cai hết, cai hết. Tao tưởng mày dám giỡn mặt với bảy con muối chứ. Cởi trói cho nó. Mày ở băng nào? Thưa đại ca, em ở trong băng của Hùng Đầu Bò. Thằng Hùng Đầu Bò sai mày làm vụ này, hay tự mày? Anh Bảy, tao đi có chút việc, tụi mày khai thác nó, cần thì để thèo trên mặt nó. Hành khách của hàng không Việt Nam đáp máy bay đi Nha Trang có thẻ lên tàu màu xanh, được mời ra cửa số 1 để lên tàu. Attention please, air Vietnam passengers, fly to Nha Trang. Thúy, chuyến bay thuộc đề 3 mấy giờ? 8:30, còn sớm chán. Cảm ơn nghe bộ. Tối nay bộ hát ở đâu? Vẫn chỗ cũ, ban cảnh. Ê Tuyết, mày đi ban mê thuột hả? Không, ông bố tao đi. Chào cô. Ý, anh Ngân, anh đi đâu đây? Đi ban mê thuột. Thật không? Đùa đấy. Cho anh coi cái list hành khách đi ban mê thuột chút. Có gì không anh? Không không, anh muốn biết hôm nay có cô bồ nào của anh đi ban mê thuột không? Le ghê hả? Làm nhanh đẹp trai lắm á. Đã lâu lắm không gặp anh Bảy, nghe nói dạo này anh nổi tiếng lắm phải không? Dạ, em cũng cố gắng kiếm sống qua ngày. Có gì đâu mà nổi tiếng. Cô cho kêu em có việc gì vậy? Có việc cần nhờ đến anh. Tôi hỏi thật, trở thành một trùm anh chị, anh có làm điều gì không tốt không? Từ ngày được cô cứu sống và che chở, em chưa làm một điều gì trái với lương tâm cả. Bọn em kiếm tiền bằng cách bảo vệ các sòng bạc, phòng trà và snack bar. Như vậy tôi yên tâm. Việc tôi định nhờ anh là anh có thể vắng mặt ở Sài Gòn vài hôm được không? Cô muốn em đi đâu? Ban Mê Thuột.
em thích khí hậu miền núi ghê. Thật là mình còn ở trên này lâu không anh? Cho đến khi xong việc, em chuẩn bị sáng mai vô buôn. Ngô Đình Diệm sẽ lên Khánh Thành hội chợ Ban Mỹ Thuật. Tin chắc chắn không? Đến bây giờ tôi tin là chắc chắn. Ông nhìn thấy người đàn ông ngồi một mình ở đằng kia. Đó là Đại tá Lê Quang Tung, chỉ huy trưởng liên binh phòng vệ phụ tổng thống. Có gì khác không? Hình như có mấy nhóm muốn khử Diệm trong dịp này. Ai? Chưa rõ, nhưng chắc có. Ở đây có nhiều phòng trà không chị ba? Chỉ có một cái thôi, Phúc thích không khí ở đây không? Ta phải bảo vệ ông Diệm. Tại sao lại phải bảo vệ ông Diệm? Việc của ông là phải tìm cho ra nhóm nào định ra tay để ngăn chặn họ lại. Còn tại sao phải bảo vệ ông Diệm là việc của tôi. Chừng nào ông Nhu lên đây? Ngày mai. Cẩn thận mấy cái vali của tôi nhé. Dạ. Mau lên, mau lên, mau lên. Xách vali vô. Nè, cẩn thận mấy vali đó nghe. Ông Tùng, mời bác sĩ Tuyên, đại tá Triệu và ông trưởng ty công an Sở Tài đến. Chị nói ông có việc cần bàn, không nói gì đến tôi trong điện thoại. Dạ. Hôm nay lần đầu tôi vào ngôi biệt liền này, chắc anh cũng vậy. Xếp đặt phòng phía trái cho ông cố vấn và tôi, xếp một phòng phía phải cho ông kỹ sư. Dạ. Trước đây biệt liền do Ngự Lâm quân gác, đất này thuộc hoàng triều Cương Thổ. Lên đây tôi chợt nhớ bài thơ di chúc của vua Minh Mạng. Ông ta mong dòng họ của ông ta trị vì ít ra cũng vài chục đời. Miên hưởng ưng bụ vịt, bạo quốc đình long trường. Thế mà cơ nghiệp của dòng họ ông ta vỏn vẹn còn mỗi câu đầu. Năm đời, nếu kể luôn Gia Long Minh Mạng, được bạch, hơi mọc. Từ 1802 đến 1955. Thực ra, từ năm 1802 đến 1883. Ừ, rất mọc, 80 năm. Trình ông cố vấn, nơi đáng ngại là Buôn Hồ. Theo chỉ thị của ông cố vấn, chúng tôi đã chụp được ảnh tên cầm đầu nhóm Ra Đê và một tên đầu bạc ở Sài Gòn lên. Anh Tuyển, đây có phải là tên đầu bạc theo dõi kỹ sư luôn không? Đúng là hắn. Chúng ta không nên coi thường tên Imê Băng này. Tôi sẽ đi sang ở Buôn Hồ. Cả ông xếp đặt, còn gì nữa không? Dạ không hiểu gì sao, Trung tướng Trần Văn Đôn cũng lên Ban Mê Thuộc. Ông Đôn lên đây à? Dạ phải, Trung tướng nói là ông đi săn. Các ông cứ thế mà làm. Tôi muốn đi một vòng, ông Tung, mời ông kỹ sư luôn cùng đi với tôi. Dạ. Trung tướng Andre Don đang có mặt ở đây. Em mời ông ấy đến ăn trưa với chúng ta. Anh đi về luôn một chút, sẽ về ngay.
anh thấy muốn bảo vệ hội chợ thật an toàn nên bố trí lực lượng như thế nào? Theo tôi nên đề phòng từ quả đồi kia. Nếu kẻ địch đặt một khẩu đại liên hoặc một khẩu cối thì sẽ kiềm chế hết khu vực. Anh nói đúng. Ngày mai chúng ta lên buôn hồ, sẽ ở lại đó vài hôm để đi săn. À, anh có thích gặp thủ lãnh nhóm người thường Lý Khai không? Hay quá, tôi nghe nói nhưng chưa gặp họ lần nào. Tôi và anh sẽ gặp. Tôi muốn nghe nhận xét của anh về họ. Hình như đêm nay ở biệt điện có bạn. Không phải việc của tôi, và chắc cũng không phải việc mà anh nữa. Nhà tôi cản đáng hết. Lên đây đi săn, khác là chồng em săn thú rừng, còn anh thì săn em. Đứng im, giơ tay lên. Bỏ tay xuống, ngồi mặt lại. Anh làm em hết hồn. Em cứ tưởng chuyến này xong rồi chứ. Anh còn nhớ em không? Anh lên đây bao giờ? Và tại sao theo dõi tôi? Em lên đây cả tuần rồi. Em cần anh giúp em một việc. Sẽ tính sao? Khả năng tôi có giúp được gì không? Ở đây nói chuyện không tiện. Anh biết chỗ nào cà phê ngon, mình tới đó đi. Cà phê 30 thuộc thì anh khỏi chê. Anh theo em. Thầy Na. Thưa, nơi gặp là một buôn không xa quốc lộ 14. Đã nể tôi dê kỳ chưa? Thưa, Bộ Tư lệnh đã dùng nguyên 3 tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn thiết giáp, có máy bay trinh sát. Lùng sục hơn tuần lễ nay, quanh buôn, từng lùm cây đều được thám sát. Tốt, bắt đầu đi. Trung tá xem kia gì đâu? Tôi đây. Tôi thấy cởi voi còn khó hơn cái ngựa chăn bò. Wow. Thưa
Tôi đọc khá nhiều sách phiêu lưu, nhưng đây là lần thứ nhất trong đời tôi phiêu lưu thật sự. Không phiêu lưu lắm đâu. Đi với Jim Casey thì mọi sự coi như yên ổn. Thằng Long gọi bà Thổ nghe rõ trả lời. Chưa chắc ta có thể gặp một con treo. Thôi, sau này tôi và anh sẽ đi săn thật sự. Bây giờ chính anh đang đi săn thật sự. Chỉ có điều anh không săn thú rừng. Anh không cho đó cũng là thú rừng sao? No? You don't like me? Okay, would you try this one? Also, you don't like it. Tôi xin giới thiệu với ông E-Băng, những người cùng đi với tôi. Đại tá Phạm Xuân Chiều, Tổng Giám đốc Công an Cảnh sát. Chắc ông đã nghe tiếng. Hơn cả nghe tiếng. Tôi từng mạn phép giữ có lẽ cũng đến vài ba chục người của ông đại tá. Từ Sài Gòn lên đây dòm ngó. Xong họ vẫn bình yên. Còn đây, bác sĩ Tuyến. Tôi quá quen với bác sĩ. Lần này chúng ta gặp nhau là lần thứ 6 phải không bác sĩ? Lần thứ 7. À, ông kể luôn lần chúng ta bị các cô Đà Lạt bao vây. Nhưng lần đó chúng ta hoàn toàn không nói chuyện chính trị. Và đây, thiếu tá Nguyễn Thành luôn, sĩ quan trong tham mưu biệt bộ của Tổng thống. Tôi nghe tiếng ông kỹ sư. Enchanté. Đây là E-Băng. Tôi là Imer E-Băng. E-Băng chỉ là họ. Chúng tôi theo mẫu hệ. E-Băng là họ mẹ tôi. Xin mời. Xin lỗi, tôi giới thiệu chưa hết. Bác sĩ Imer E-Băng, chủ tịch một nhóm người thường ly khai. Xin lỗi ông Nhu. Tôi là chủ tịch mặt trận thống nhất giải phóng các sắc tộc bị áp bức. Front Unifié de Libération des Races Opprimées, gọi tắt là FUNRO. Tôi hiểu. FUNRO là con thừa kế của ủy ban tự trị xứ Tây Kỳ. Ông lầm rồi. Chúng tôi chẳng dính dáng gì đến các ủy ban đó. Có thể như vậy. Capitaine Imer E-Băng ngày nay không còn do đại tá Pun Lodge trả tiền. Không sao. Ta không đi vào các chi tiết đó. Bác sĩ Imer E-Băng đã rõ. Đến nay, các thế lực chống lại chế độ Cộng hòa và Tổng thống đều bị quét sạch. Bị quét sạch? Bằng phương pháp không sạch lắm. Tỉ như dùng Nguyễn Ngọc Thơ làm cò mồi dụ hàng tướng Lê Quang Vinh, rồi nuốt lời hứa sát hại ông ấy. Bác sĩ đã bị những nguồn tin thiếu trung thực bao vây. Và các ông, một lần nữa, định triển lãm cái đầu của Imer E-Băng này. Các ông mở hẳn một cuộc hành quân với đủ cả bộ binh, thiết giáp, không quân. Gọi rằng thương lượng hòa bình mà như vậy. Nhưng Imer E-Băng này không phải là kẻ yếu bóng vía. Tôi thiết tha đàm phán. Tôi không muốn đổ máu. Cho nên tôi ra lệnh quân tôi tránh tất cả các đụng độ. Mặc dù ba tiểu đoàn của các ông đang nằm trong tầm súng của chúng tôi. Ngay trong cái buôn này.
Nếu tại đây bây giờ ông Nhu hiểu được rằng Y Mơ Ê Băng là hạng người không dễ lung lạc bằng vũ lực, thì ông còn đủ thời giờ rút lui. Tôi lấy danh dự cam đoan với ông, các ông được an toàn rời nơi đây, và chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Xin phép ông Y Mơ Ê Băng. Chắc ông kỹ sư không thích rượu này bằng whisky hay có nhắc. Mời các ông. Ông Y Mơ Ê Băng, ngoài yêu sách giữ chức tỉnh trưởng Đắk Lắk, ông còn yêu sách nào khác không? Tôi không tranh đấu cho riêng tôi, riêng người Ra Đê. Tôi tranh đấu cho tất cả các sắc tộc Tây Nguyên: Mana, Mơ Nông, Gia Rai và vân vân. Thế ông Quỳnh Thiếu Tá có xem ở Nam Giang rồi sao? Hả? Viên Thiếu Tá trưởng phòng tình báo chính phủ Hoàng gia Cao Miên đã dành cho các ông một sự yểm trợ hào phóng: súng, đạn, lương thực, quân trang, thuốc men, đô la và một vùng biên giới bỏ ngỏ mà các ông có thể từ Mondon Kiri thọc vào Tây Nguyên. Thiếu tá Cô Sem không vô tư đứng sau lưng các ông. Ông ta mở một vương quốc Islam, vương tận miền Ninh Bình Thuận của Việt Nam. Mà ông ta là một quốc vương hoặc là một cái gì na ná. Nhưng tôi không theo đạo Islam. Tôi thay mặt cho nguyện vọng của các sắc tộc Tây Nguyên. Ông Cô Sem và các ông nữa, các ông theo đuổi những cái bóng. Chỉ có điều cái bóng của ông Cô Sem trùm lên đầu ông Ê Băng. Ông theo đạo Tin Lành, tôi biết. Và ông Diệm, ông Nhu theo đạo Thiên Chúa La Mã. Các ông đưa người di cư Thiên Chúa lập các dinh điền ở Tây Nguyên. Chính các ông cũng theo đuổi cái bóng của mình. Vấn đề không có gì bí hiểm. Tôi chỉ muốn nhắc ông, hậu thuẫn của ông mong manh lắm. Chưa chắc. Rồi ông sẽ hối hận. Ông là một người chống cộng khét tiếng. Tôi sẽ chống cộng tới cùng. Tôi tin điều đó. Tuy nhiên tôi không tin ở biện pháp của ông. Hình như mối quan hệ giữa ông và người Tây Nguyên, ngoài họng súng và các khẩu hiệu chính trị mơ hồ, mục đích chính là kích động ý thức chống người Việt. Ước vọng của ông Cô Sem rất lớn, nhưng ông ta chỉ là một tham mưu phó, một thiếu tá. Trên ông ta còn trung tá Umswood, trên nữa còn tướng Thiêu Long và còn Sihanouk. Liệu rằng trước khi trở thành quốc vương, ông Cô Sem có thể xóa bỏ hết chừng đó bên trên không? Ông là người học thức, chắc ông nhớ câu phương ngôn Latin: Abisut abisum vocat, việc thắm gọi việc thắm. Tôi đến đây về thiền chỉ. Đối thoại bằng bạo lực là chuyện không khó, nhưng tôi không muốn vậy. Chúng ta hãy dành thời gian cho việc khác. Tôi hy vọng gặp ông một lần nữa ở 30 thuộc. Hãy còn sớm, mời các ông cùng đến dự lễ với chúng tôi. Lễ gì vậy? Lễ cúng vàng. Domino, cả bàn bài sao động khi một quân bài cửa mình. Cái quyết định là những chú bài. Đúng vậy.
nhưng đâu là chủ bà. Oh.
đem thằng khốn kiếp cho bắn ngay đi. Bắn ngay phải dằn mặt bọn cộng sản Nam Vùng mới được. Con thấy thế nào? Tên Phúc đã khai hắn do Hoàng Lệ Kha và năm xếp tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức. Con đã đọc kỹ biên bản hỏi cung, thật là hợp lý đến mức cao nhất. Nhưng cả hai tên chủ mưu đều sống bất hợp pháp, làm cách nào bắt được chúng? Hơn nữa, vì sao tên Phúc lại khai dễ dàng như vậy? Vì tra tấn à? Với những kẻ gan lì như hắn thì tra tấn có nghĩa lý gì? Phải chăng hắn đã sửa soạn một lời khai trước, hoặc ai đó đã móm cho hắn khai, đổ mọi thứ vào cái bóng vô hình chập chờn thì có gì là khó? Cháu có thể nói rõ hơn được không? Nếu quả Phúc là việc cộng, cháu thấy ta có thể thở phào. Cần bố trí chặt chẽ hơn, trò đánh lớn này khó tái diễn. Nếu là người của các giáo phái chưa đáng ngại lắm, đưa Jean Bureau nguy hiểm tăng hơn đôi chút, nhưng chưa phải là điều ta lo. Cháu loại trừ khả năng này, dù cho tướng Đôn xuất hiện trên ban mỹ thuật đúng lúc đó. Trung tướng Đôn chắc không liên can tới vụ này. Hay luôn nghĩ đến CIA hoặc nhóm Imer E Băng. Không có một giả thuyết nào phi lý cả. Em để anh luôn nói, tôi bắt đầu hiểu ý anh. Có phải anh cho mối nguy còn hơn cả CIA không? Anh Như đoán đúng. Nói cho cùng, điểm xuất phát có thể là CIA. Nhưng CIA thông qua con đường nào? Tướng lãnh, nhân viên cao cấp của ta ám sát tổng thống để làm gì? Loại một người cầm đầu chính phủ miền Nam đang chống cộng, chỉ vậy thôi sao? Loại một người để thay chân, khả năng này có không? Đó là những nghi vấn cần phải nêu ra. Và chừng nào những nghi vấn trên chưa được giải đáp thì bắn Phúc là giúp cho màn bí mật càng phủ kín thêm trên vụ ban mỹ thuật. Nghĩa là chúng ta sẽ phải tiếp tục đánh trong tư thế bị bịt mắt. Tôi tán thành anh luôn. Tôi có một đề nghị. Anh luôn đích thân điều tra tên Phúc. Phải đó. Tôi không từ chối bất kỳ cái khó nào. Vì ngoài chuyện ám sát một nguyên thủ quốc gia, đối với tôi, tổng thống còn là người trong gia đình. Nhưng tiện hơn hết, anh Du nên giao cho một người nào có kinh nghiệm. Tôi sẽ căn cứ vào bước tiến triển, xin ý kiến tổng thống, anh cố vấn, gia đình ta, cố gắng làm sáng tỏ. Vụ này có khía cạnh chuyên môn của nó, mà thứ thật tôi quá dốt. Ừ, nói như chầu Luân cũng đúng. Đừng ở ngoài nó sáng nước như đánh cờ tượng vậy. Tôi suy nghĩ thêm rồi bàn với anh. Sáng mai tôi muốn anh với tôi gặp tên Phúc. Được, tôi cũng muốn biết tên này. Tôi nghĩ là anh nên ra lệnh bỏ nhục hình đi. Đã ra lệnh rồi. Lễ mừng tổng thống thoát nạn, lễ tạ ơn thánh bổn mạng đã xong. Sắp tới theo ý của chị cả, nhân dịp tổng thống kinh lý thừa thiên trùng hợp với ngày giỗ anh cả Ngô Đình Khôi, gia đình ta nên về đủ mặt. Tôi có dặn vợ chồng Trần Trung Dung. Tôi nghĩ anh Luân và cô Thùy Dung nên trình diện một lần, kẻo các chị trách. Chú Cẩn cũng muốn gặp anh Luân. Đức cha cho chúng tôi hay ông bà đã định ngày đám cưới, xin chúc mừng trước. Trong gia đình ai cũng chờ ngày này. Đám cưới của nó mà hóa ra rắc rối to. Tôi định làm ở Vĩnh Long, Thiểm Nhu muốn ở Sài Gòn, chị Khôi, chị Cà Lệ và chú Cận lại muốn làm ở Huế. Thôi, để gặp đông đủ rồi tính luôn. Trong trường hợp cần, khẩu Browning này đắc dụng hơn khẩu P38. Phải chăng anh cảm thấy có cái gì không ổn? Mọi thận trọng đều có ích. Như muốn xác định những điều hắn còn nghi bằng cách trực tiếp chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa anh và Phúc. Nhưng mà biên bản khai thác Phúc không điểm nào khiến chúng có thể nghi ngờ anh. Em chú ý, Phúc giấu cả cha lẫn mẹ, vợ và quê quán. Đúng,
Nhưng nếu như bản thân biên bản là một sáng tác của Nhu, còn sự thật lại là ở cuộc gặp mặt sáng nay thì sao? Ngày của chúng ta anh dùng chữ không chính xác. Trách nhiệm của chúng ta nói theo thành ngữ Pháp, l'art du possible, nghệ thuật của cái có thể. Em tỉnh táo theo dõi, nếu có gì bất thường thì em theo kế hoạch đã bàn rút lui ngay. Gần tới giờ rồi, anh đi đây. Nói vậy chứ cũng có khả năng mọi sự trót lọt. Anh không bắt tay em à? Xin lỗi, anh quên mất phép xã giao. Anh ngồi đi. Những chỗ đau của anh này đã đỡ chưa? Còn đau. Đây là ông cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu, bào đệ của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Còn đây là thiếu tá tham mưu biệt bộ phụ Tổng thống Nguyễn Thành Luân. Thiếu tá Nguyễn Thành Luân trước đây đi kháng chiến làm trung đoàn phó. Tôi rất khâm phục anh, dù cho hành động của anh khiến tôi căm giận. Anh đã cố gắng ám sát Tổng thống thì anh cũng nên cố gắng khai sự thật. Ai phái lên băng Mỹ thuộc? Tôi đã trả lời cả chục lần rồi, tỉnh ủy Tây Ninh. Tôi không tin. Vì sao tỉnh ủy Tây Ninh biết trước được Tổng thống sẽ khai mạc hội chợ? Ông gặp tỉnh ủy mà hỏi. Tất nhiên, nếu tôi hân hạnh gặp tỉnh ủy thì tôi còn hỏi làm gì. Và nếu ông còn tiếp tục hỏi, không chừng tôi nói chính ông báo cho tôi biết tin đó. Đúng rồi, đại loại tôi muốn biết ai trong chúng tôi. Thật đơn giản, chỉ có người trong chúng tôi mới biết trước tin đó. Thưa thiếu tá, có điện thoại ở tòa đại sứ Mỹ gọi. Cáo Hoa Thịnh Đốn cũng quan tâm đến anh đó. Alo. Vâng, tôi đây. Đại sứ Đài Nam muốn mời tôi hả? Tôi sẽ gặp chiều nay. Được. Đại sứ Đài Nam hỏi thăm anh. Ông ta hẹn chiều nay gặp tôi và muốn làm quen với anh Phúc đây. Làm quen với Phúc à? Anh Phúc, tôi tin anh là người có lý tưởng. Xin anh cứ giữ lý tưởng của anh. Tôi cũng tạm tin là anh đã chấp hành lệnh của tỉnh ủy Tây Ninh. Nhưng tôi muốn biết bàn tay trong nào của chúng tôi đã liên lạc với tỉnh ủy. Cái mà chúng tôi muốn biết là chuyện đó, chuyện nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi cũng không đòi anh phải khai ngay. Anh cứ về phòng mà suy nghĩ. Anh khỏi khai cơ sở của các anh, khỏi khai nơi nào tỉnh ủy đóng, ai là tỉnh ủy viên. Tôi nhắc lại, chúng tôi chỉ muốn biết một điều: ai, tướng hay tá, bộ trưởng, tỉnh trưởng hay quận trưởng trong chúng tôi đã làm việc cho các anh. Chỉ có vậy thôi. Còn anh gan lắm. Anh nhớ kỹ lời của thiếu tá. Như vậy đó. Cái trò gọi điện thoại nữa chừng do em Phát Vinh kể ra cũng hay đó. Em suy tính mãi, anh đi rồi em bỗng nhớ đến lá bùa hộ mạng mà anh nói. Em gọi cho tòa đại sứ, đại khái bảo rằng anh cần gặp đại sứ Rena đáng lẽ sáng nay. Xong anh bận đi cùng ông Nhu đến tổng ủy tình báo điều tra vụ Ba Mê Thuột trực tiếp với hung thủ. Em đánh tiếng như vậy để công khai hóa với Mỹ việc anh cùng đi với Nhu. Rồi em gọi điện thoại đến cho anh. Em có tỏ vẻ hoảng hốt với người Mỹ không? Đời nào em xin nói chuyện với bà Rena mà em biết là không có mặt ở tòa đại sứ. Nhân đó em chào ông đại sứ. Tất nhiên là ông ta hỏi anh, em nói luôn. Em thật thông minh, phải thưởng em mới được. À, Phúc cười lắm. Chính Phúc đã góp công làm cho vở kịch hoàn hảo. Dân tộc ta, đảng ta đã tạo ra những bậc anh hùng thật kỳ diệu. Những điều bảy cầu mối thu thập ở Ban Mê Thuột có giúp ích được gì cho anh trong vụ gặp bác sĩ Y Mơ Ê Băng sắp tới không? Rất nhiều. Dù như nhờ anh đi làm sứ thần mà thành công thì thật có lợi cho ta. Anh sẽ gặp Ê Băng ở đâu? Ban Mê Thuột hay Buôn Hồ? Buôn Hồ. Buôn Hồ? Tin này chắc chứ. Ông quên là tôi vẫn làm việc cho Ngô Đình Nhu và rất được tin cậy à. Phải tính gấp vụ này.
Ông biết chừng nào y lên đó không? Hiện y đang ở Nha Trang. Ngày mai y về Sài Gòn. Ngày mốt y đáp máy bay đi Ba Mươi Thuột. Mang cho ông Lý Gai một chén xùi cạp. Ông cứ tự nhiên với món xùi cạp. Tôi phải làm một điếu mới tính kế được.